Giá tiêu hôm nay 20 tháng 7, hai nguyên nhân đẩy hạt tiêu giảm tới 3.000 đồng trên kg. Giá tiêu hôm nay 20 tháng 7 trong khoảng 145.000 đến 147.000 đồng trên kg. Thị trường sẽ chờ đợi thêm đến khi có bức tranh toàn cảnh về sản lượng vụ thu hoạch của Indonesia. Nếu sản lượng giảm như dự đoán, đây sẽ là cú hích cho giá tiêu toàn cầu nửa cuối quý 3 năm 2024. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 147.000 đồng trên kg, giảm 1.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 147.000 đồng trên kg, giảm 2.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng trên kg, giảm 2.000 đồng trên kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng trên kg, giảm 2.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng trên kg, giảm 3.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 145.000 đồng trên kg, giảm 3.000 đồng trên kg. Giá tiêu đầu giờ sáng nay giảm 1.000 đến 3.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua. Thị trường hạt tiêu trong nước đang ở thế rằng co. Hôm qua, đồng đô la Mỹ cao và cà phê tăng trở lại đã hút vốn của hồ tiêu. rạng sáng ngày 20 tháng 7 trên thị trường Mỹ, chỉ số Mỹ đô la index DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, EUR, Yên, GBP, đô la Canada, SEK, phở răng Thụy Sĩ tăng 0,19%, đạt mốc 104,37. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IPC niêm yết giá tiêu đen Lampang, Indonesia chốt tại 7.191 đô la Mỹ trên tấn, giảm 0,25%. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 7.125 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu đen Kuching, Malaysia ASTA mức 7.500 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu trắng môn tốc 9.157 đô la Mỹ trên tấn, giảm 0,24%. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 8.800 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.000 đô la Mỹ trên tấn với loại 500, loại 550 mức 6.600 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu trắng ở mức 8.800 đô la Mỹ trên tấn. IPC tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ giá tiêu tại Indonesia. IPC nhận định thị trường hạt tiêu tuần này tiếp tục có những phản ứng trái chiều. Cả giá tiêu Ấn Độ trong nước và quốc tế đều có xu hướng giảm kể từ tuần trước. Trong khi giá tiêu Indonesia trong nước và quốc tế ổn định trong tuần này do hầu hết các nhà máy tiêu ở Indonesia bắt đầu hoạt động, một số quốc gia còn lại giảm. Những thông tin về tình hình mất mùa tại các quốc gia sản xuất lớn như Ấn Độ, Indonesia, Brazil chưa tác động đáng kể tới thị trường. Theo các chuyên gia, vụ thu hoạch tại Indonesia đang diễn ra, nguồn cung được kỳ vọng tăng. Tuy nhiên, sản lượng của quốc gia này hàng năm theo tính toán cũng phần lớn tiêu thụ trong nước, lượng xuất khẩu giảm đều. Thị trường sẽ chờ đợi thêm đến khi có bức tranh toàn cảnh về sản lượng vụ thu hoạch của Indonesia. Nếu sản lượng giảm như dự đoán, đây sẽ là cú hích cho giá tiêu toàn cầu nửa cuối quý 3 năm 2024.